Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giúp các bạn chúng ta giải đáp thắc mắc chu kỳ kinh nguyệt kéo dài bao nhiêu ngày là bình thường? 21 ngày, 28 ngày, 32, 35, 40 hay là một cái con số nào khác? Với những người mà có chu kỳ kinh nguyệt kéo dài ví dụ như là 35, 40 ngày thì có sao hay là không? Thực ra ấy, cái câu trả lời cho việc chu kỳ kinh nguyệt bao nhiêu ngày là bình thường ấy, nó sẽ tùy thuộc vào lứa tuổi, độ tuổi và cái triệu chứng đi kèm ở mỗi cá nhân nữa. Cái hiện tượng kinh nguyệt ở mỗi phụ nữ khác nhau sẽ có những cái nhiều những khác biệt, nhiều cái biểu hiện khác nhau. Thậm chí trên mỗi một người, tức là trên một người ấy, những đặc trưng khi mà chúng ta có kinh nguyệt nó vẫn có thể thay đổi theo thời gian, theo tuổi tác, theo những cái thói quen sinh hoạt và những tâm sinh lý trong đời sống hàng ngày ấy. Như vậy chu kỳ kinh nguyệt bao nhiêu ngày là bình thường sẽ không có đáp án cụ thể cho riêng ai. Nó sẽ mang cái tính chất là tương đối và nó có cái ý nghĩa thuộc về cá nhân, ý nghĩa cá nhân. Bởi vì là chu kỳ kinh nguyệt của bạn đối với bạn là bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta bê đem so sánh với người khác ấy thì có thể là không bình thường, bình thường của bạn nhưng mà lại là rối loạn bất thường của người khác. Vậy nên chúng ta tốt nhất là chúng ta phải theo dõi của chính bản thân mình để chúng ta đưa ra là bản thân mình có bình thường hay là không, dựa vào những cái dấu hiệu mà chúng ta lưu ý để chúng ta có thể nhận biết là bao nhiêu ngày thì là bình thường. Lưu ý thứ nhất ấy, bạn chúng ta hãy chú ý có ba cái lứa tuổi thường là kinh nguyệt là sẽ không ổn định, tức là cái số ngày kinh nguyệt nó cũng không ổn định theo ấy. Đó chính là cái độ tuổi mà dậy thì dưới 18 tuổi này, rồi độ tuổi sau sinh, tức là cái mẹ sau sinh ấy, chúng ta mới có kinh nguyệt trở lại rồi chúng ta cho con bú, nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến việc kinh nguyệt, chu kỳ kinh của mình. Rồi với những người mà ở độ tuổi mãn kinh, tức là ngoài 40 tuổi đấy, nó sẽ là cái sự không ổn định bình thường, tức là thuộc về kiểu như là sinh lý ấy, không quá vấn đề gì. Lên số ngày kỳ trong kỳ kinh nó cũng có sự thay đổi nhất định nữa, và đa phần là chúng ta không cần lo lắng trong cái độ tuổi dậy thì, sau sinh hay là mãn kinh thì cần phải chú ý nhé, một số cái vấn đề khác nữa thì đấy là cái mảng khác rồi nhé. Vì vậy điều quan trọng của các bạn chúng ta là tự theo dõi chu kỳ của mình hàng tháng này để chúng ta nhận ra những cái thay đổi đột ngột đáng kể và nó phải ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta nữa. Thông thường một chu kỳ kinh nguyệt trung bình là nó sẽ diễn ra tốt là trong khoảng từ 22 ngày cho đến 35 ngày. Và số ngày lý tưởng mà chúng ta vẫn thường hay chuyển miệng nhau là 27, 28 ngày, nói chung khoảng là 27 cho đến 30 ngày. Thì đó là cái khoảng chu kỳ kinh nguyệt bao nhiêu ngày là bình thường, là hợp lý nhất này, lý tưởng nhất. Một chu kỳ kinh nguyệt mà nó ngắn hơn 21 ngày thì sẽ được gọi là mau kinh hay là đa kinh. Ngược lại, nếu mà chu kỳ chúng ta trên 35 ngày sẽ gọi là thưa kinh này. Và số ngày trong vòng kinh này cần được theo dõi trong nhiều tháng liên tiếp. Mình nhấn mạnh là cái tính ổn định, duy trì liên tục ở đây nhé. Phải theo dõi trong nhiều tháng liên tiếp. Nếu mà bị một tháng thôi thì không ảnh hưởng gì. Nếu nó cứ ổn định đều đều như vậy thì về chúng ta kinh mau hay là kinh thưa nó cũng không quá ảnh hưởng, không quá sao cả. Lưu ý thứ hai là không, chú ý là không phải bất kỳ cái sự sai lệch nào của chu kỳ kinh cũng là cái điều bất thường ở đây. Số ngày có kinh thì không phải là bất biến này, và cũng không phải là tháng nào chúng ta cũng có kinh nguyệt đúng cái ngày đấy, tức là nó không phải là tháng nào cũng có kinh đúng cái ngày đấy nhá. Ví dụ là ngày mùng 3 tháng này bạn bị tháng mùng 3 tháng này bạn bị thì tháng sau không nhất thiết này phải đúng ngày mùng 3 chúng ta có kinh nguyệt ấy, thì mới là bình thường đâu. Sự dao động lên xuống vài ngày này, thậm chí là 1-2 tuần vẫn được cho là bình thường ở đây. Một ví dụ khác, ví dụ ngày mùng 4 ấy, mùng 4 tháng này các bạn chúng ta có kinh này, thì tháng sau kinh nguyệt của bạn chúng ta nó có thể đến sớm ở đầu tháng mùng 1 chẳng hạn, hoặc đến muộn ở khoảng tầm mùng 10 đi, thì nó vẫn là cái hiện tượng bình thường thôi, không sao cả. Sự sẽ dịch một vài tuần, 1-2 tuần là bình thường. Điều quan trọng là cái sự ổn định lâu dài trong nhiều kỳ kinh liên tiếp, và cái sức khỏe của bạn chúng ta nó vẫn thấy bình thường, nó ổn định thì không sao nhé. Lưu ý thứ ba và bạn chú ý
Kinh nguyệt của chúng ta bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau, nên số ngày trong cái vòng kinh, trong cái chu kỳ đấy nó cũng có những cái thay đổi theo từng tháng, nhưng nó vẫn được xem là bình thường ở đây. Chẳng hạn như là việc chúng ta sử dụng một loại thuốc chẳng hạn, ví dụ như là thuốc ngừa thai, thuốc khẩn cấp hoặc thuốc hàng ngày, nó cũng ảnh hưởng đến cái chu kỳ kinh nguyệt. Chúng ta dùng thuốc thì chu kỳ có thể đến sớm hơn này, tùy cơ địa, nhưng mà cũng có người thì nó bị mất kinh 1-2 tháng nó bị đến lại, thì cái đấy là do cái nguyên nhân là dùng thuốc thôi. Thì qua một thời gian mà cơ thể chúng ta ổn định lại thì nó sẽ lại bình thường, thì cái lúc đấy là không sao nhé. Hoặc là các bạn chúng ta đang gặp những cái vấn đề về tâm lý, stress, căng thẳng, thì nó cũng làm mà chu kỳ của chúng ta bị muộn hơn, hoặc là nó bị sớm hơn, nó do cái tâm sinh lý thôi. Hoặc cái lý do nữa có thể là vấn đề ăn uống đi, thiếu dinh dưỡng hay là thừa chất quá, thì chúng ta thay đổi cân nặng đột ngột, là việc tăng giảm cân đột ngột ấy, quá đà, nó cũng ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt này. Đấy sẽ gọi là những cái thay đổi trong cái số ngày kinh, trong cái chu kỳ kinh ấy, cái vòng kinh đấy là cái thay đổi mà chúng ta có thể kiểm soát được, và nó không phải là những cái bất thường. Nên cái ngày có cái vòng kinh nó sẽ có sự thay đổi theo từng tháng thì là cái vấn đề hoàn toàn bình thường, có thể kiểm soát và không sao nhé. Lưu ý thứ tư, khi nào chu kỳ kinh nguyệt chúng ta sẽ là bất thường? Đó là khi mà số ngày kinh trong cái chu kỳ đấy nó quá ngắn, dưới 3 tuần, tức là dưới khoảng 20-21 ngày, hoặc nó quá dài, trên 40 ngày. Và cái hiện tượng này nó phải xảy ra liên tiếp ít nhất là 3-4 tháng trong chu kỳ của mình này. Hoặc là trường hợp chúng ta không thấy hành kinh trong 2-3 tháng trở ra, dù là cái nguyên nhân chúng ta không bị mang thai này, hay là không ở tuổi dậy thì hay là sau sinh. Hoặc cái hiện tượng nữa là chúng ta bị ra máu bất thường giữa các kỳ kinh này, hay là lượng máu kinh quá nhiều, bị rong kinh kéo dài trên 10 ngày, nó đột ngột và nó kéo dài trong nhiều tháng ấy, đó mới là cái dấu hiệu bất thường. Và chu kỳ kinh nguyệt bình thường ấy, ở những cái người mà khỏe mạnh, hành kinh, tức là ngày chúng ta có kinh, thì nó sẽ từ khoảng 2-3 ngày cho đến 6-7 ngày nó sẽ hết. Và lượng máu kinh là thường là nó sẽ ít vào ngày đầu tiên này, sau đó nhiều hơn vào ngày thứ 2, thứ 3, và sau đó nó sẽ ít dần và hết trong những cái ngày cuối. Màu sắc, chú ý màu sắc của cái máu kinh, hành kinh đấy, thì thường nó sẽ thay đổi từ đỏ nhạt này sang đỏ đậm dần lên, nó sậm hơn, sậm màu hơn. Rồi đến cuối cái ngày có kinh đấy thì nó sẽ màu nâu nhạt, và nó như bã cà phê, và nó sẽ hết dần. Và thỉnh thoảng có thể kèm theo những cái cục máu đông nhỏ vừa phải thôi nhá, nhỏ và ít thôi, thì là do cái nguyên nhân là chúng ta hành kinh mà chúng ta ít vận động thì máu nó không thoát được ra ngoài ngay quay kịp, nên nó có thể bị đông và nó biến đổi màu một chút thôi, thì cũng không sao cả. Nếu các bạn chúng ta thấy màu sắc của hành kinh nó thay đổi đen, nhưng mà nó cái lượng nhiều, có mùi khó chịu nữa, ngứa rát, thì đấy là cái biểu hiện bất thường và chúng ta cần phải xem xét lưu tâm. Và kể cả trong cái chu kỳ mà số ngày kinh của chúng ta vẫn là ổn định như là 28, 29, 30 ngày ấy, mà chúng ta có những cái biểu hiện bất thường trong cái khi mà hành kinh đấy, thì vẫn nó sẽ được xếp vào cái là bất thường và cần phải theo dõi thêm. Nếu tiếp diễn thì cần phải đi kiểm tra bác sĩ thăm khám, chứ không phải là cái số ngày trong cái chu kỳ chúng ta nó ở cái mức lý tưởng là 28, 29, 30 ngày rồi, mà có những cái vấn đề bất thường khác ở trong chu kỳ của mình, thì đó vẫn là cái bất thường và cần phải theo dõi kiểm tra nhé. Tóm lại mình sẽ tổng kết như sau. Việc các bạn chúng ta chu kỳ bao nhiêu ngày là bình thường ấy, thì các bạn cần phải theo dõi số ngày trong một cái chu kỳ kinh nguyệt của mình. Nó sẽ là bắt đầu từ ngày có kinh của tháng này đến ngày tháng sau, tháng tới này, và chúng ta sẽ theo dõi cái biểu hiện của cơ thể trong cái khi mà có kinh và trong cả cái chu kỳ đấy. Đó là cách kiểu chúng ta nhận biết là nó có bất thường hay là bình thường. Thứ nhất, số ngày kinh trong khoảng 21 ngày cho đến 40 ngày, trong khoảng đấy nhá, 21 đến 40 ngày, mà mọi biểu hiện trong hành kinh này và cái cơ thể chúng ta, dấu hiệu cơ thể chúng ta thấy nó bình thường, nó tốt, nó ổn định, thì nó sẽ là bình thường này. Còn
Trường hợp 2, số ngày kinh nó quá ngắn, dưới 21 ngày và liên tục kéo dài trong khoảng 3 đến 4 tháng thì cần phải theo dõi thêm cái biểu hiện sức khỏe của mình và nên để đi kiểm tra thăm khám. Trường hợp thứ 3, với số ngày kinh quá lâu, tức là trên 35-40 ngày ý, liên tục kéo dài trong 3 đến 4 tháng thì nhìn chung là nó sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể ngay được, mà nó có thể ảnh hưởng đến vấn đề về khả năng sinh sản ý. Bởi vì là kinh nó thưa quá, nó lâu đến quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ về rụng trứng. Nên các bạn chúng ta vẫn nên là đi kiểm tra thăm khám, nhất là trong cái độ tuổi sinh sản. Vậy thôi, nếu các bạn chúng ta có bất cứ thắc mắc nào có thể để lại phần bình luận nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người.